Ủa anh, cái này là cái gì vậy anh? Cục thịt dư của anh đó cưng. Ủa vậy sao anh có mà em không có gì anh? Tại kiếp trước anh ở ác lên thượng đế bắt anh, kiếp này phải có một cục thịt dư. Trời ơi nhìn nó thấy cưng quá, cưng quá. Mà sao nhìn nó yếu xìu vậy anh? Nó đang ngủ trưa. Ôi ơi ngủ trưa nhìn nó cưng quá trời quá, cưng quá nè. Thôi em để nó ngủ em ơi, em chọc nó hoài à. Thôi anh kêu nó thức đi anh. Thức nổi đâu? Sao vậy anh? Sao thức nổi vậy? Không biết sao giờ này thấy nó yếu lắm em. Vậy anh xài kẹo xăm Hammer ông ngậm bà khen đi. Kẹo đó ăn vô có tác dụng gì? Ăn vô cái 2-3 tiếng sau là nó thức vậy liền à anh. Trời nhìn nó ngủ hoài thấy chán quá ông nội ơi. Nhìn nó chán quá. Mua kẹo ăn liền đi ông nội. Biết rồi than hoài để tôi mua kẹo của tôi ăn liền. Ừ, đừng có để tôi bỏ không nghe chưa? Bởi vậy gái mấy người chỉ có nhiều đó, suốt ngày có nhiều đó, thấy đàn ông trai tôi yếu yếu cái bắt đầu bỏ. Anh nói chuyện nghe ngứa người quá này. Anh đừng có nói nữa em ngứa. Đâu anh nó lên chưa? Thế nào kiếp sau mấy người cũng có cục thịt dư giống tôi à, tại mấy người ở ác quá mà. Trời ác gì trời. Em thấy cục thịt dư của anh nó ngủ hoài à, cho nên em mới kêu anh mua kẹo xăm Hammer ông ngậm bà khen gì mà dùng thử đi. Bảo đảm là lên. Bây giờ muốn mua rồi mua ở đâu? Thì anh gọi điện vào số hotline 0907503 từ lúc ban đầu không? Trời ơi nhìn cục thịt dư ghét quá luôn kìa. Trời ơi. Bây giờ em yêu tôi hay là em yêu nó đây? Chứ hồi nãy anh nói tôi cái gì? Gái mấy người con nhiều đó. Vậy tôi nói tôi yêu nó.